Hỏi như các bạn có nhìn thấy màn hình của thầy không? Có. Bây giờ hôm nay các bạn chạy cái giao diện này nhé. Chạy cái giao diện này này. Đấy, cái giao diện của nó là Python Shell nhé. Chúng ta sẽ làm việc trên cái Python Shell này nhé. Đấy. Nó có 29 người thôi đúng không? Bao giờ người rồi? 33 người thầy. Em chào thầy ạ. Chào các bạn, chào các bạn. Không cần chào đâu. Ba mươi lăm người rồi. Thank you.
Nhắc lại nhé là các bạn bật lên cái màn hình này nhé. Đây là cái màn hình chính của cái của Python nhé. Lớp mình có ai nhìn thấy mình này không? Dạ rồi, thầy thấy rồi. Đấy rồi hả? Ừ đấy, cứ để lên thế nhé. Dạ em thấy này. Các bạn nghe tôi nói cho các bạn sẽ thực hành theo luôn thì tốt nhất nhé. Còn dạ, nếu không kịp mà thực hành theo chúng ta cứ nghe đã, rồi có thời gian thì tôi thì là chúng ta ít thời gian, chúng ta chỉ có khoảng hơn 30 phút thôi. Thầy ơi, thầy có thể ghi lại cái video này xong rồi thầy up lên nhóm lớp được không ạ? Hình như là đang ghi rồi đấy. À, thầy đang ghi rồi. Mình đang ghi rồi đấy. Dạ. Dạ. Em chào thầy. Bắt đầu chưa? Bắt đầu nhá. Ai đến muộn thì anh chịu vậy thôi, vì không đợi được. Thời gian rất là eo hẹp của mọi người đến muộn được. Để ta bắt đầu nhá. Nhưng mà chúng ta cái chương trình này là chúng ta là học về cơ bản về lập trình Python. Anh còn đọc là Python nhưng mà bác phải đọc cho tiếng Việt cho nó dễ. Python hay là Python gì đó nhá. Rồi các bạn chú ý nhé, là như này. Đây chúng ta sẽ học trong 10 buổi thì là cái chương trình của các bạn, tức là cái nội dung của chương trình đấy. Thì thầy sẽ là các bạn biết rồi đấy, tức là từ năm 2021 thì chương trình phổ thông của chúng ta đấy, tin học phổ thông ấy, thì sẽ loại bỏ cái lập trình Pascal và thay thế bằng cái Python. Đề nghị mọi người là tắt cái không để ảnh hưởng đến người khác nhé. À được rồi. Nhưng mà lại không quay về được cái cậy của thầy này. Rồi. Được rồi. Tốt. Tức là chúng ta sẽ, đây là tôi thử, tức là tôi giới thiệu các bạn trước về cái ngôn ngữ lập trình này. Thì trước sau chúng ta sẽ được học. Từ năm 2021 trở đi thì lập trình Python sẽ vào lớp 10. Còn đối với các học sinh cấp 2 thì sẽ dùng cái này để mà thi dự thi học sinh giỏi chẳng hạn. Thi về thuật toán hay thi về làm phần mềm thì dùng Python. Học sinh tiểu học cấp 2 học Pháp. Nơi đăng ký giấy khai sinh ở đâu? Chị nói luôn đi. Ở xã nào, ở huyện nào, tỉnh nào? Nơi đăng ký giấy khai sinh nha. Đang tắt lên đi, đang tắt tiếng. Mọi người tắt tiếng đi nha. Em nói đăng ký giấy khai sinh đi làm giấy khai sinh ở đâu? Tức là cái bài học đầu tiên của chúng ta có tên là môi trường lập trình Python. Thì thầy sẽ nói với các bạn là một số điều trên màn hình đấy, là giới thiệu qua về cái môi trường lập trình Python nó là cái gì. Và chúng ta sẽ học luôn vào cái cụ thể luôn là thao tác trực tiếp trên cái giao diện chính mà tôi gọi là Python Shell. Thì cái môi trường Python này, nó bao gồm hai cái quan chú ý, hai cái loại giao diện. Một là nó gọi là Python Shell, là cái môi trường tương tác rất quan trọng
của Python và hai là một cái môi trường lập trình giống như là trình Pascal chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm việc với các cái file có tên các cái file là các cái file đuôi là py nhé. Thì hai môi trường này là độc lập với nhau, nhưng mà những cái buổi đầu tiên ấy thì các bạn sẽ chỉ làm quen với cái Python Shell thôi. Khi chúng ta đã rất thạo Python Shell rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang lập trình trên các cái phần mềm độc lập. Thì thầy sẽ nói sau nhé. Còn hôm nay chúng ta sẽ hoàn toàn làm quen với cái Python Shell như thế này. Được chưa? Bạn nhìn rõ chưa? Nhá. Rồi, thế thì chúng ta cài vào máy tính cái bản cái bản Python thì nó sẽ hiện trên màn hình cái biểu thức cái icon và chúng ta sẽ dùng nó nhé. Vẫn người vào bây giờ. Rồi, thì đây chính là đây chính là cái giao diện nó gọi là Python Shell. Bạn nhìn thấy là ba cái này không, ba cái mũi tên không, ba cái lớn hơn thì đó là cái gì? Đó là con trỏ Python nhá. Mọi thứ đều nhập từ con trỏ. Đấy. Ừ. Thì đây là chúng ta nhập cái gì vào đây? Toàn nhập các cái lệnh nhá, các cái lệnh Python. Chúng ta chú ý nhá. Chúng ta sẽ nhập vào đây những cái gọi là các lệnh của Python. Đây này, lệnh ở đây này. Thì bây giờ thầy làm thử cho các bạn xem nhé. Các bạn có gõ như thầy làm cái lệnh như ta làm phép cộng nhận 2 cộng với 3 nhé. 2 cộng 3 sau đó là Enter. Nó ra ngay cái gì? Là ngay số 5. Như vậy là ở trên cái này là chúng ta có thể nhập trực tiếp cái lệnh. Ví dụ như cái lệnh đơn giản là lệnh làm cái tính cộng trừ nhân chia chẳng hạn. Thầy lấy 2 nhân với 3 nhé. Enter. Thật ra là 6. Bây giờ tôi lấy 4 phép chia thì nó có hai loại là chia tập phân. Đây, chia tập phân chia 2 như này nhé, thì dấu hai cái dấu chéo kia là phép chia tập phân thì nó ra 2. Bây giờ thầy lấy phép chia nguyên nhé, 5 này, lấy cái dấu phần trăm chia cho 2 thì đây là cái phép chia nguyên, không phải đây là cái số dư, xin lỗi, cái số 5 thế này này, xin lỗi, cái này là chia nguyên, còn là nếu mà 5 mà chia như thế này thì là chia thập phân, xin lỗi đó nhé. Như vậy là chúng ta có thể là trực tiếp làm phép tính ngay trên cái dòng lệnh, cái này nó gọi là dòng lệnh. Thì Python là một ngôn ngữ lập trình, nó gọi là lập trình nó gọi là thông dịch, tức là ta viết tới đâu dịch tới đó. Như lệnh ở đây này, đấy, chúng ta có lệnh vào là nó thiết lệnh 1 nhé. Như vậy nó rất là đơn giản mà nó và Python chính vì nó có cái giao diện như này cho nên nó rất là dễ học. Nó khác hẳn với những ngôn ngữ khác như là C hay là Pascal, nó rất khó học vì nó không có cái giao diện là tương tác shell như thế này nhé. Được chưa? Các bạn đã hiểu thế nào là shell chưa? Như vậy là cái shell là cái gì? Cái shell là cái là một cái môi trường tương tác. Chúng ta có thể gõ trực tiếp các lệnh Python vào cái môi trường này và nó tương tác với chúng ta ngay trên màn hình. Cho nên là đối với học sinh mà các bạn mới học lần đầu tiên ấy thì chúng ta bắt buộc phải học trên cái môi trường tương tác, nó gọi là Python Shell. Được chưa? Thì các bạn đã làm quen với cái Python Shell này khá rồi đấy. Đã quen với những cái thao tác, những cái lệnh rồi thì chúng ta mới chuyển sang cái phần lập trình theo đúng nghĩa như là lập trình trên Pascal và trên C. Được chưa? Như vậy là trong một vài buổi đầu tiên này thì chúng ta sẽ hoàn toàn làm việc trên kia môi trường giao diện là Python Shell nhé. Rồi, các bạn có hiểu không? Có hiểu không? Có. Hiểu. Rồi, các bạn có thấy dễ hiểu không? Dễ hiểu mà đúng không nào? Nhé.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng làm quen với các cái mà perfect design. However, it definitely works to a certain degree, but the benefits of this one are, as I said, it's cái gì đấy? Không bác không nghe cái gì cả. Tình trạng rồi con. Đợi mẹ chút. Very cheap and quick. It's a very interesting. Pillagers, Killy the Ravager, he will not go across at all. So you can see that they might push each other in, but it's not the most efficient. You can't guarantee it. And if there's a villager here, they're just going to fire straight at him because they can see and they'll shoot over the trench. But you can see that this is effective, but this actually works. Hay nói nhỉ? Hay tắt toàn bộ mic lập luôn đó thế. Ai nói tới anh đấy? Ai nói tới anh mà nói to thế? Ai nhỉ? Ai vừa nói nhỉ? Để bác, để thầy chặn lại không cho nói nữa. Ai đấy? Biết. Biết à? Rồi. Biết đây ạ. Biết à? Rồi thì bắt đầu nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm việc các cụ thể hơn nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm việc cái gọi là làm việc cái khái niệm đầu tiên là khái niệm là biến nhớ. Biến nhớ rất quan trọng. Khi các bạn lập trình ý, các bạn buộc phải tạo ra cái biến nhớ. Biến nhớ được dùng trong rất nhiều việc ở trong lập trình. Thì đầu tiên chúng ta học khái niệm biến nhớ trước. Thì chúng ta sẽ học cái lệnh gán đầu tiên nhé. Thì chúng ta lệnh gán ở trong Python nó rất là đơn giản, không cần phải khai báo, viết ra là gán luôn. Ví dụ tôi bác gán nhé là x gì này, x gì bằng là 10 chẳng hạn. Đó. Thì đây là cái lệnh gán nhé, là ta gõ cái tên biến này, xong rồi dấu bằng, xong rồi xóa ra cái giá trị của biến nhớ, ta bấm Enter. Thì như vậy là ta đã gán kia giá trị là x gì bằng 10, nhưng mà x gì là một cái biến nhớ, người ta có thể gõ x gì xem lại này. Đó, thì như vậy là ở trên dòng hiện ta thấy là như vậy, x biến nhớ có giá trị là 10. Bạn có thấy rõ không nào? Bây giờ thầy chưa khai báo, thầy viết luôn là y. Vì thầy viết y, Enter thì máy nó báo như nào? Máy nó sẽ báo là lỗi vì ta chưa hề gán y. Đấy, máy báo ngay là lỗi vì cái máy nó báo là cái tên y là chưa được định nghĩa. Như vậy là muốn một cái biến nhớ được áp dụng, chúng ta phải có một lệnh gán. Gán là đồng thời là khởi tạo biến nhớ và đồng thời là gì? Đồng thời là gán luôn giá trị cho biến nhớ. Bạn đã hiểu chưa? Bây giờ bác gán nhé, y này, y bằng 1. Được chưa? Bây giờ bác gán lại nhé, chắc đã bị lỗi rồi, y nhé. Y bằng 1 nhé. Đó. Thế bây giờ là bây giờ là x gì này, là sao là x bằng mấy? X bằng 10, y bằng 1, được chưa? Thì bác hỏi nhé, bây giờ bác gõ là x cộng y. Enter bằng mấy nhỉ? 11. 11, Enter sẽ là 11. Đúng rồi. Thì bác gõ là x gì này nhân với y này, Enter thì là bao nhiêu? Nó sẽ là 10. Vậy là 10. ta có thể là đấy, như vậy chúng ta tạo ra cái biến nhớ là như vậy nhé. Thì bây giờ bác sẽ nói thêm một chút nhé. Bây giờ bác nói thêm này, bây giờ là x thì là 10 đúng không nào? Là 10. Bây giờ bác nói tiếp này, x thì bằng nhé, bác bỏ đi qua với đi mua như này. Ta mở nháy và gõ chữ là ABC, đóng nháy, Enter. Đây thì máy báo được không? Máy vẫn để nguyên như vậy nhá. Rồi, bây giờ ta xem lại x bằng bao nhiêu này, x này. Đấy, x bây giờ không phải là 10 nữa mà là gì? ABC. Là ABC. Như vậy là khi chúng ta gán lại một giá trị khác, x thay đổi luôn. Như vậy là cùng là biến nhớ x, nhưng mà trước kia thì nó là 10, nó là một số nguyên, nhưng bây giờ nó là gì? Nó là một số ký tự ABC. Bạn thấy không nào? Như vậy là ra chú ý nhé, một biến nhớ của Python ấy, khi chúng ta gán thì nó mới xác định kiểu của nó. Xác định kiểu, tức là nó không xác định cứng trước giống như là Pascal hay là C, mà nó gán rất là mềm dẻo. Chúng ta lại gán thì nó mới
thì nó mới xác định. Đó là một điều rất đặc biệt của Vi Thôn đấy, rất đặc biệt luôn. Bạn chú ý nhé, rất đặc biệt. Và nó rất là hay, nó rất là mềm dẻo ở chỗ đó. Thì đây là một cái điểm rất là đặc thù của cái ngôn ngữ Vi Thôn nhé. Bây giờ như chúng ta gõ là x cộng y thì máy báo nhiêu nhỉ? Mà báo bao nhiêu nhỉ? Lỗi. Lỗi, mày sẽ báo lỗi bởi vì không cho phép là một sâu ký tự lại cộng một số cả. Mày báo lỗi ngay, đó, báo lỗi ngay. Để chúng ta thấy là đó là một cái điều chúng ta cần chú ý. Bây giờ chúng ta quay lại một chút về cái định nghĩa. Như vậy là một cái biến nhớ là cái tên, nó gọi là một cái tên nhé. Thì đây chính là cái yêu cầu của tên. Mà chú ý nhé, có 3 điều đây. Một là biến nhớ đấy, tên biến nhớ đấy là phân biệt chữ hoa, chữ thường. Rõ chưa? Phân biệt nhé. Có gì? Thứ hai là chỉ được phép chứa chữ cái, chữ số và gạch dưới. Ký tự gạch dưới, đây là dùng cái tự chứ không phải dùng dấu nhé. Dùng cái là bác dùng đấy, bác biết sai, đây là phải dùng đây là ký tự nhé. Ký tự gạch dưới nhé. Đây là ký hiệu gạch dưới. Ký hiệu nhé. Và bắt đầu thì không bắt đầu bằng số mà phải là gì? Mà phải là chữ hoặc là ký tự dưới nhé. Thì bác làm bác gõ đây cho các cháu xem nhé. Một số người là muốn vào nữa này, vào muộn quá rồi. Bây giờ bác gõ thử nhé. Để bác gõ thì bác gõ cái biến nhớ đây. Y là 12AB bằng 1, đúng hay là sai nào? 12AB bằng 1, 12AB không được bắt đầu bằng số. Đúng, sai. Ấn enter máy báo lỗi ngay này. Để bác gõ này, bác gõ đi nhé. Gạch dưới 12AB bằng 5 có được không? Được chứ. Đúng không? Đây là tên đúng. Được. Đúng. Hoàn toàn đúng. Đấy, các bạn chú ý nhé. Đấy, như vậy là tên của biến nhớ hàm là hay là hàm số hay gì đó là phân biệt chữ hoa chữ thường chỉ để phép chứa chữ cái, chữ số và gạch dưới. Và bắt đầu bằng chữ và gạch dưới, không được phép bắt đầu bằng số. Chúng ta chú ý nhé. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một chút về lệnh gán này. Rồi, thế bây giờ nhé. Lệnh gán thì chúng ta có thể gán như sau này. Biểu gán là A bằng B này bằng 10 được không? Gán được. Cho phép là có thể gán liên tục. A bằng B bằng C bằng D cũng là bằng 10. Đấy. Như vậy đây là A sẽ là 10, B sẽ là 10 được chưa? Thế bây giờ bác chú ý con chú ý nhé. Python thì là yêu cầu chúng ta là mỗi một dòng chỉ gõ một lệnh thôi. Bây giờ bác gõ này, A này bằng 1 bằng phẩy, B bằng 2 có được không? Được không? Không được. Không được. Đó. Không cho phép, chỉ cho phép là A bằng 1 bằng phẩy, A bằng 1 xong nó lại A. Thật ra là nó nhỏ nhưng thật ra là Python cũng cho phép là viết hai lệnh trên một dòng nếu chúng ta gõ dấu chấm phẩy. Dùng Pascal. Cho phép giống như Pascal, nhưng mà lời khuyên của tất cả mọi người là gì? Là không nên dùng cách viết này. Chúng ta tuân thủ tuyệt đối cái chuyện là mỗi một dòng chỉ ghi một lệnh thôi nhé. Còn chỉ ghi một lệnh thôi. Đó, chúng ta các bạn chú ý nhé. Như vậy là chúng ta sẽ được viết A này, A là ví dụ là bằng 10, nó lại B bằng 10, A bằng 1, 16 chẳng hạn như vậy. Ta có thể viết là A bằng A cộng 1 có được không? Được. A sẽ tăng lên giá trị là 1, được chưa? Vẫn hoàn toàn được. A bằng A cộng B có được không? Hoàn toàn được. Nhá. Thế từ cái đó chúng ta như vậy là Python cho chúng ta là gán cái làm lệnh gán rất là uyển chuyển, được chưa? Rồi bắt đầu thêm có một lệnh nữa rất quan trọng này là Python không những là cho phép là gán trên một dòng với cái ý kiểu như là như này bác vừa nói đấy là x bằng y bằng z bằng 10 chẳng hạn, mà nó còn cho phép như này này, là nó cho phép là gán đồng thời nhiều biến với giá trị
nhau, chúng ta phải ghi cách nhau bởi số phẩy nhé. Con nhìn này, A rồi. Phẩy B bằng 20.14, được không? Đấy, thì đó là cái cách mà chúng ta có được gắn là 20 A bằng 20 B 14, ta gắn chung lại là A phẩy B bằng 20.14. Đó, thì lệnh này rất quan trọng. Lệnh này là cho phép chúng ta là gì? Là gắn A bằng 20 B bằng 14 trên một cái hàng. Con có hiểu không? Đó là cái rất quan trọng nhé. Đó. Để chúng ta sang một chút và gắn đây là với số, còn với số ký tự thì chúng ta gắn vậy thôi. Ví dụ chúng ta gắn S thì bằng, chúng ta mở nháy nhé. Zoom một thông báo là đã gỡ bỏ cái bốn cột 40 phút, cho nên hôm nay chúng ta có thể làm lâu hơn được. Người nhân viên bác biết này, giả sử bác gán như SC bằng chúng ta để nhập số ký tự, chúng ta có thể dùng là một nháy hoặc là hai nháy. Đây nhé, bác gõ này, à này, nội này, trong ở trên cái giao diện này chúng ta hoàn toàn có tiếng Việt được nhé, tiếng Việt Unicode đấy. Nhưng mà A này Hà Nội, đó SC là Hà Nội nhé. Vì bác gõ thêm mấy chữ như là SC bằng, chúng ta dùng một nháy được, một nháy nhé, Hồ Chí Minh. Một nháy. Chú ý rằng là ở đằng trước là hai nháy thì đằng sau phải là hai nháy, đằng trước một nháy, đằng sau phải là một nháy, chứ không thể viết như này được. Không thể viết là ST chẳng hạn bằng đằng trước là hai nháy. ST bằng đằng trước là hai nháy, đằng sau là một nháy thì lập tức là sai, đúng không nào? Như vậy là chúng ta chú ý nhé. Đó. Có là sai, là đằng trước là hai nháy, đằng sau là một nháy là sai. Được chưa? Đó. Thế bây giờ bác nói thêm nhé. Đó, thì đó là những lệnh mà gán đơn giản, được chưa? Chúng ta có thể gán là số nguyên, thập phân thì chúng ta gõ cái số là bằng gì? Bằng dấu chấm thôi. Tức như là x thì bằng 1.24, thì đó là cái số thập phân, đúng không nào? Còn người có người vào nhé. Vào muộn thế thì học sao được. Rồi. Chúng ta có thể gắn sâu với tự nhé. Và gắn số phức. Đó, đừng bao giờ thêm chút số phức nhé. Đây này, chúng ta phức là như sau nhé. Chúng ta sẽ dùng cái ký tự G để chỉ là cái phần ảo của số phức. Ơi, có mấy chỗ cái ở ngoài. Nhí để em cái xuống, cái bên ngoài xuống, bên nhí chui xong rồi bỏ lên cái nữa. Nhí bỏ cái máy xuống đi. Sao đó cháu, cái gì đấy? Để đi. Rồi. Cái này có nhìn rõ không? Rồi nhé. Đây này, bây giờ bác gõ số phức nhá, thì ta gõ là 1 cộng với 2G. Chúng ta chú ý số phức nhá. Số phức là ta phải gõ số xong gõ chữ G bên cạnh. Không cần có dấu nhân nhá. Gõ là 1 cộng 2G thì đó chính là số phức. Số phức là 1 cộng 2G, chứ là 1 cộng 2Y đấy, theo nghĩa bình thường. Còn chúng ta gõ là sai này, chúng ta gõ là Z bằng 2 cộng với G thì là sai nhé. Con này là sai. Mà phải gõ là gì? Là 2 cộng 1G thì mới đúng nhé. Thì em thấy em xuống cái đây là mình hát mũi lên một lần. Rồi, thì đó là chính là cái bắt đầu mình nói một chút về cái ghi gọi là cái em là gán nhé. Bắt đầu thêm một chút về số nhị phân, nó phân trong số này một chút thôi, chúng ta sẽ học xong được. Ví dụ nhé,
ba gõ là ba gõ là bây giờ ba gõ cho lại x gì bằng 1, 2, 3, 4 chẳng hạn. Bây giờ muốn biết là x gì nó được viết dưới dạng là nhị phân thì như thế nào, hay rằng là hex thì như thế nào, hệ bát phân đấy, ta gõ là min, có chữ có cái hàm min như này là ta sẽ biết được cái... Đấy, đây là thì cái cách mà ta mô tả một cái số, được mô tả một cái số ở trong hệ nhị phân ta gọi là 0b, là gọi cái số nhị phân ở hàng sau. Còn chúng ta muốn biết là cái giá trị của nó ở dạng là hex, đây ta gọi về hex như thế này nhé. Đó, thì nó là vậy là để mô tả một số là thập phân chúng ta gõ 0b, sau đó có số ở bên ở đằng sau. Còn nếu chúng ta gõ là 0x gì, sau đó là cái như tập bài bác cho là xong lại nhé. Chúng ta gõ này, tôi nhập cái biến là abc bằng 0x gì, abc là cái gì đây, cái là gì các bác cháu nhỉ? Đề lệnh nhé, đề lệnh là ở bên trái ABC là cái gì đây? ABC bên trái là gì? Là cái tên biến nhớ ABC. Có hiểu chưa? Bên phải là cái số số tự nhiên được viết dưới dạng hex là ABC. Đó, bây ta enter. Bây ta xem ABC là bao nhiêu nhé. ABC đây. ABC là 2748. Bây chúng ta xem lại cái thể hiện dạng hex của ABC thì đó chính là ABC luôn. Đấy, nó chính là ABC. Thấy không nào? Đấy, như vậy là chúng ta xem qua, hôm nay là cái buổi đầu tiên mà chúng ta xem qua cái cách mà chúng ta có thể nhập các cái giá trị số ở trong Python. Nó rất là đơn giản. Cái này các con chỉ nghe một lần thôi. Còn sau này khi chúng ta học tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn. Thế bây giờ chúng ta sang tiếp theo sau một cái ý nữa nhé, là cái khái niệm nó gọi là từ khóa. Cái là C17 là ai đấy? Là ai? Ai đấy? Alo. Đang vào học từ đấy thì còn gì nữa. Thế thôi bia sao bà quên mất rồi, để bật lên, bắt đợi tí nhé, đợi tí. Ông bây giờ mà nghe kỹ rồi nhé. Dạ. Yeah. Được rồi nhá. Thế bây giờ chúng ta xem lại cái một chút nữa về khái niệm từ khóa. Các bạn có hiểu từ khóa là cái gì không? Là những cái lời được. Nào, ai nói cho bác nghe, cho thầy nghe cái từ khóa là gì nào? Từ khóa là từ danh riêng. Cho mọi người lập trình phi số. Có một mục đích riêng, mỗi từ khóa có một mục đích riêng. Tức là từ khóa nó là những cái, đây nó nôm na là những lệnh hệ thống của Python mà chúng ta tuyệt đối không được động vào nó nhé. Không được dùng tên biến nhớ trùng với tên các từ khóa. Các con đã hiểu chưa? Đấy. Trong từ khóa này là có ba cái từ khóa là false, true và none, là bắt đầu bằng chữ hoa, còn lại là chữ thường hết nhé. And, is này vân vân này. Trong này chỉ có một vài từ mà con nhớ chính thôi. Cái từ chính là từ if này, then này, for này, is này, not này, or này, and này, raise này, là những cái từ mà hay dùng nhất. Cái từ none hay dùng này, cái từ true for cũng hay dùng nhá. Đại khái như vậy. Thì con chú ý các con nên lưu lại cái màn hình các từ khóa này. Trong một tiếng Anh gọi là keyword đấy. Là những cái từ khóa trong Python mà chúng ta sẽ không bao giờ được dùng đến nó. Nha. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ chúng ta cùng tìm hiểu. Như vậy chúng ta đã làm quen được với khá với cái giao diện này rồi nhá.
Thì chúng ta hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta không học về lập trình, nhưng mà chúng ta cũng nên bắt cho con xem qua về cái giao diện lập trình là như thế nào nhé. Nhưng mà chúng ta đã biết rồi là cái Python ấy là nó gồm có hai cái hai cái cấu thành. Một là cái Python Shell là cái giao diện tương tác mà chúng ta sẽ dùng để chúng ta tương tác trực tiếp với biến nhớ này, với hàm số, với các cái đối tượng của Python, là cái giao diện rất là hay, nó hỗ trợ chúng ta lập trình rất là tốt trong quá trình chúng ta làm việc. Còn cái Python IDE này là cái giao diện lập trình giống như là các bạn lập trình với Pascal hay là với C++ cộng cộng vân ấy, thì IDE nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen một chút với IDE một chút thôi. Hôm nay không, buổi đầu tiên này không học về lập trình mà chúng ta làm quen với nó. Thì đây, bây giờ bác cho con thêm một lệnh nữa để con chú ý, là cái lệnh này dùng để in một số in ký tự ra màn hình, lệnh print là viết chữ thường nhé, không viết chữ hoa. Các bạn chú ý này, hầu như tất cả các lệnh cơ bản tối thiểu nhất của Python đều viết chữ thường, không viết chữ hoa. Ta chú ý nhé, chỉ có một vài cái rất đặc biệt của chữ hoa thì còn lại tất cả chữ thường hết nhé. Chữ print là chữ thường nhé. Đây bây giờ bác viết nhé, print này, sau đó là mở ngoặc, sau đó để gõ cái giá trị hoặc là cái số ký tự cần phải đi. Tôi bác gõ đây, bác gõ đây là Hà Nội nhé, Việt Nam nhé, đóng ngoặc, enter. Đấy thì cái lệnh này lại nó in ra trên màn hình, in ra cái Python Shell đấy, in ra cái Python Shell kia, cái thông số ở trong cái tham số của lệnh print. Nhưng mà lệnh print là lệnh như này, lệnh print là cái lệnh mà này, bác xem lệnh print là cái gì. Đấy, bác không ghi vào đây thôi được. Đây nhá, cái lệnh print nó có dạng như này, nó có dạng là print bằng ngoặc, sau đó là cái giá trị 1, giá trị 2, nó có thể có nhiều giá trị nhé, giá trị 2 đấy, vân vân, nó có thể có nhiều giá trị, in ra trên màn hình, đó là lệnh print nhé. Thế bây giờ bác viết tiếp nhé, print này, chào các bạn, đóng nháy nhé, đấy, được chưa? Thế thì bác sẽ viết một cái chương trình đơn giản nhất là in ra cái dòng chữ là xin chào các bạn, thì làm như nào? Đây, thì buổi sau nữa thì chúng ta mới dùng đến những cái IDE nghiêm chỉnh, còn hôm nay chúng ta dùng tạm cái IDE có sẵn của Python nhé. Chúng ta làm sao là chúng ta vào cái Python ở chỗ file nhé, ở file này có lệnh là file new file. Đây là cái lệnh mà để tạo ra cái tệp để chúng ta lập trình ngay trên màn hình. Nhớ lệnh file new file này. Như vậy chúng ta có thể lập trình ngay ở trên cái màn hình này được. Bấm vào đây nhá. Đây. Đó. Thì chúng ta vào ngay một cái cửa sổ. Cửa sổ này là cửa sổ dùng để lập trình đây. Lập trình ta có lệnh ở đây nhá. Giả sử bác muốn gõ này. Ra cái chương trình là in ra một dòng chữ là xin chào các bạn nhé, bác gõ này, chương trình của bác sẽ có hai lệnh nhé. Lệnh một này ta gõ này, sc bằng mở nháy này, xin chào các bạn, nhìn rõ không? Còn enter. Dòng thứ hai là print mở ngoặc sc. Đó, đây là chính chúng ta là có hai lệnh này. Đây là chính để ta ghi lại nhé. Ta vào lệnh file, lệnh save control sc. Chúng ta ghi vào nhé. Chúng ta ghi vào cái chỗ của bác.
ghi vào cái chỗ Python 1 đây. Đấy, à, bài 1 nhé. Bài 2. Chúng ta ghi vào cái đuôi là bài 2.py. Như vậy là tất cả các cái tệp lập trình của Python đều có đuôi là py nhé. Đều có đuôi là py. Chúng ta chú ý nhé, đều có đuôi là py hết nhé. Nghe, yeah, tệp có đuôi là py nhé. Đó, bây giờ bác ghi vào đây rồi. Đấy. Như vậy là đây, chương trình đầu tiên chúng ta là xin chào các bạn này. Sc bằng xin chào các bạn và print sc nhé. Chạy này, chúng ta vào run và bấm nút là run module hay là dùng lấy F5. Thì chương trình sẽ chạy và in ra màn hình, in ra Python Shell cái dòng chữ là xin chào các bạn, bấm vào đây đi. Đó, thấy chưa nào? Xin chào, đây, đây là xin chào các bạn. Đây là kết quả của chương trình đã chạy. Chương trình của chúng ta, chương trình có cái tên là bài 2.py. Đấy, nhưng mà chúng ta vừa mới làm quen được với cái chương trình đầu tiên nhá. Được chưa? Đó. Bây giờ bác nói thêm một chút nữa này. Là cái sâu quý tự ấy, là chúng ta có thể nhập là gì, nhập là dùng một nháy, hai nháy nhá, hoặc có thể là ba nháy. Nếu mà ba nháy thì chúng ta sẽ được phép là gì, là ở bên trong cái số đó chúng ta có thể dùng là các cái dấu nháy khác ở bên trong. Ví dụ nhá, bây giờ sửa bác muốn gõ cái này lên mình này, bây giờ bác muốn đây, bây giờ bác là sửa nhá. Bây giờ sửa chúng ta muốn đây chúng ta bác dùng cái gì nhé để cho đây cho kịp nhé. Bây giờ bác muốn in ra trên hình nhé. Bác muốn in dòng chữ là Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Như vậy là gì? Như vậy là đây là một show mà có cái chữ thủ đô là dòng trong dấu nháy rồi đúng không nào? Bây giờ mà viết cái đề ra thì máy tính không hiểu, bây giờ ta làm như sau này. Bây giờ muốn in cả đề ra trên màn hình chúng ta sẽ phải dùng ba nháy. Cái này cái gì đây? Điểm gì đây? Bây giờ như này nhá, bây giờ bác làm thử cho con xem đây nhá. Đây nhá. Bác gõ này SC này bằng này. Chúng ta gõ là ba nháy nhá. 1 2 3. Được chưa? Xong gõ chữ Hà Nội. Hà Nội là xong mở nháy thủ đô đóng nháy của Việt Nam và chúng ta sẽ đóng ba nháy ở hai bên lại đó, ba nháy. Và bây giờ chúng ta sẽ in nhé, in chúng ta sẽ print sc ra, các bạn thấy nó như thế này, thấy chưa? Như vậy là in ra cái dòng chữ là Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Thì bây giờ tôi cứ cho xem cái hay nữa nhé. Nếu chúng ta mà dùng ba nháy thì chúng ta có thể là xuống dòng được các cái lệnh, các cái chữ đó. Như vậy chúng ta có thể là nhập hẳn một bài thơ vào được. Ví dụ nhá, chúng ta lại có chữ sc nhá, sc bằng này. Ví dụ nhá, ba nháy này, bạn biết là hôm nay có nhìn thấy gì đâu, trời đẹp quá nhá, đẹp quá, xuống dòng. À, trời qua mây tạnh nhá. Còn chúng ta gõ là ba dấu nháy. Như vậy là cái sc đấy, khi chúng ta nhập vào một số cái tự mà có ba dấu nháy thì chúng ta có thể gì, có thể là xuống dòng được. Để enter này, enter được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ print nó ra, print sc này ra nhá. Thấy không? Bạn thấy là nó xuống dòng không? Đó. Được chưa? Thế nhá. À, như vậy là hôm nay là cái buổi đầu tiên chúng ta học như vậy thôi. À, tóm lại chúng ta sẽ học một vài ta vừa làm quen với màn hình mà Python Shell này. À, học cái cách chúng ta tạo ra các biến nhớ này, cách gán này. Biến nhớ là tên ở trong là các
tên ấy ở trong Python. Rồi chúng ta tìm hiểu cái khái niệm là từ khóa và lệnh print. Mày học ngoài lệnh ra thôi. Bạn đã hiểu chưa? Rồi. Nhá. Và đây là bài tập đây. Cái này tôi sẽ thầy sẽ gửi lên cho sẽ đưa lên trên Facebook để chúng ta có thể xem. Đây bài tập đấy nhé. Và chúng ta sẽ cuối cùng chúng ta in ra mà hình đặt cái bài bài thơ này. Đấy. Cùng lập trình in ra cái bài thơ đó nhé. Đấy. Mình chúng ta kết thúc ở đây nhé. Hẹn các bạn sang tuần sau nhé. Vâng, dạ, cảm ơn thầy. Bạn cứ cháu có hiểu không? Dạ. Có ạ. Ờ, đơn giản đấy nhé. Túc ở đâu nhỉ? Túc chỗ nào? Là stop share đúng không? Thầy ơi, thầy ơi, cho em hỏi vậy được không thầy? Em hỏi đi. Dạ, cái giáo diện Python của em sao mà nó khác thầy á? Đấy, nó khác kìa. Dạ, em khai cái này gì mà nó chạy không được. Em phải cho em đọc cái gì á. À, cái này của em là cái của em nó không phải giao diện, là không phải là Python shell. Cái này của em nó là một cái chương trình IDE lập trình rồi, không nó không phải là Python shell nữa. Vậy là bây giờ mà em mà cài cái chương trình Python shell có nghĩa là cài cái Python 3.6.0 AMD64.exe đó rồi thôi. Ừ, đúng thế.